làm gì bí mật chứ hả? Để mẫu coi cái thùng này chút, từ từ rồi ăn. Ôi cho con ăn đi, con đói lắm mà. Mẫu nói con mập lắm mà. Mập là con dễ đói lắm mà. Cho con ăn đi mà. Thì từ từ đi ông nội coi xong cái thùng này rồi ông nội cho con ăn. Mà thùng này có chổng gì đâu mà ăn. Hả? Cái này là đồ ăn của hai ông cháu mình luôn á. Thôi không ăn được đâu. Thùng này sao ăn được. Trời ơi con không biết gì hết. Mẫu làm gì cô hoài hả? Cái thùng này vui lắm. Vui vậy cho con coi với. Không có được. Con là con nít con không có được coi. Cho con coi chút đi. Không muốn coi á, chút xíu nữa ông nội dẫn con ra đình làng. Con muốn coi cái gì con coi. Thôi con không tin ông nội đâu. Mà nói thiệt không? Từ xưa tới giờ ông nội chưa bao giờ nói láo với con nha. Vậy con tin tưởng ông nội à? Ờ. Vậy thì ông cháu mình đi đi. Đi ra làng phải không? Dạ. Bây giờ quyết định đi ra làng nha. Dạ. Bỏ cái thùng nó đi đi, chứ muốn đồ ăn con ăn đi, nó bụng quá à. Phải cặp ôm cái thùng này đây, cho để ai ăn cắp cái thùng này là chết, mất hết đồ ăn luôn á. Nó bụng quá, nó đi ăn đi. Mình đi. Mình đi. Ngủ quá. Nhìn chồng nghe chồng không, không có coi được mà. Chồng coi đi. Không. Trời ơi, chồng coi cái thùng này mà. Không có coi mà. Ba, làm gì mà nghe khóc dữ vậy? Trời ơi, nó thích vậy mà. Không cho em coi thùng mà. Nè, chú ba cho nó coi, chú ba có thùng không chú ba cho nó coi. Trời đất ơi, mày biết cái gì? Cái thùng này tao nói là không có được coi, là không có được coi mà cứ cãi tao không. Sao vậy con? Con nói không có coi được mấy cái thùng này. Con không ngỏ đâu cho coi đâu. Gì bí mật gì vậy? Không có coi được. Cái thùng này có cái gì quyền bí chẳng gì mà giữ vậy ông bà, ông ba? Tôi nói cho cô nghe, cái này là của dòng họ Gia Phả để lại. Ừ. Muốn coi đâu phải dễ coi, thấy không? Con coi đi, con không có coi được ông nội giết mày bây giờ mày coi cái gì hả? À? Cái thùng này á mỗi lần mình đói là mà không có được coi no mới được coi hiểu chưa? Bây giờ tiền đâu ăn mà coi hả? Con không biết lấy đâu ra. Không có tiền làm sao coi được? Có cái thùng gì để cho coi với ông ba làm gì mà miếng bánh được coi? Mình giám viên mình cho nó đồng đi rồi mình coi. Thôi mình coi cho nó đi rồi mình coi luôn. Cho tiền nó đi. Để con này. Cho chú coi cái gì trong đó. Cho con coi đi ông nội. Chú coi đi. Từ từ cầm tiền. Mày lấy tiền người ta vậy sao được? Coi sao được? Coi đâu như là cho tôi coi cũng đi sao đâu. Không có được mà. Đi, ông bà. Tôi nói rồi cho tôi nói mấy ông mấy bà nghe nè. Bây giờ tôi cho mấy ông mấy bà coi thì được. Cái chuyện mà Phạm Gia Phả thì tôi không biết làm sao. Nhưng mà bây giờ coi là lỡ có chuyện gì mấy ông đi báo làng báo tổng mắc công tôi phiền phức lắm. Coi đi. Cái thùng này trong chổng là nó có cái gì ghê gớm à, anh ba? Cái ghê gớm mà không mà tôi cũng đâu có biết nhưng mà giờ coi chứ nhưng mà coi rồi không có nói lung tung ngang. Trời ơi. Không có nói lung tung. Đi mua đồ ăn đi rồi ông nội cho mấy người này coi chú rồi mày vô coi. Ông nội trông coi á. Dạ. Có cái gì ghê quá vậy anh ba? Dạ. Từ từ. Để tôi mở cho coi mà đừng có la ôm sùm ngang. Rồi cứ mở đi coi ngoài trong này nữa. Mà đừng có đi mét người ta ngang. Mét ta là chết tôi liền á. Trời ơi đi mét làng mét tổng chắc chết tôi quá. Bị nó quyền bí quá anh biết không? Đó là trong nhà rồi cũng đâu có dám để cho ai coi mà thiệt qua ra giữa làng giữa xã mà coi xong rồi không có chuyện gì không có nói tôi nha. Có gì? Cái này mấy anh chị tự coi ra chứ. Mà nó ghê lắm ha. Để tự tự thủng thỉnh đi là mở cho coi. Đó là bây đâu muốn coi đâu phải dễ ha không? Có duyên có số mới coi được cái gì chẳng mà mở ra đâu có dễ đâu. À có giờ muốn thì tự ên mở ra coi đi. Ghê quá tôi né được. Mở nhẹ nhẹ ra đi. Mày coi đặng mày coi cái mày. Không có gì để coi hết. Trời ơi, không có gì để coi hết. Không có khi nào mua mèo hay quá. Tại vì mình đòi coi cái thùng này là mình ráng chịu thôi chứ. Mình tò mò. Coi gì mà không hay thiệt ha. Mình tò mò, mình đòi coi. Có tiền rồi. Ông nội. Gì vậy? Có
tiền ăn cơm rồi nè. Ông nội mưu trí quá, ông nội giỏi quá. Ba Phi mà con. Biết đâu sợ lớn lên con hay chê nữa chứ. Chà mày. Hai ông cháu mình câu cá thư giãn thôi. Chết rồi, hết màu chưa? Dạ. Trời ơi, còn nguyên con trùng bự nào bỏ xuống đây. À, biết tính mèo không? Ít mèo anh ba. Mèo anh ba. Trời ơi, ai cũng nói tôi trong xóm này, ai cũng nói là tôi là mèo nhất trong xóm rồi, phải không? Tôi nói tôi anh ăn bánh bèo của tôi chứ ai nói anh bèo đâu. À, đi bán bánh bèo hả? Dạ. À, bán tệ dữ ta. Anh gì? Giúp em mì bánh bèo con. Bánh bèo của mày sáng mơ giờ câu được con cá đâu mày. Dạ. Cũng có một mớ đây. Anh ăn giúp tôi dĩa bánh bèo coi. Bánh bèo tôi trắng tươi, mềm xèo, mặn mặn, ngọt ngọt, ăn đã lắm ông ơi. Ôi, bánh bèo về chiều rồi bà ơi. Giờ ăn nó dai nhách chứ quỷ gì. Tôi ăn bánh bèo trên Bà Sáu hoài hằng ngày luôn á, cái đó ngon ngừng chết á, nó cũng vậy á, ở đây quê mình ai đổ không vậy? Thôi, đừng nói vậy, bánh bèo của Bà Sáu trở nên hù dai nhất đâu bằng bánh bèo tôi, bánh bèo tôi trắng tươi, nhìn một cái là thấy hấp dẫn ngon lắm, mềm mềm mặn mặn ngọt. Nội ăn cho anh Bà Sáu ngán rồi, giờ ông nội cho con thử đi. Ờ, đúng rồi, ăn thử mới biết. Mày muốn ăn thử kìa. Thôi, mày nhỏ xíu mày thử gì mày mới biết thử, để ông nội mày già lớn tuổi có kinh nghiệm để ông nội mày thử. Con thử đi, con ăn thử con biết chứ. Không, tao không cho mày thử. Thì cho nó thử đi. Còn con dĩa à, anh thử đi với nó biết gì đó thử. Ôi, thôi gì ông nói làm tâm mừng hụt. Sáng mơ giờ coi được không anh? Trời đóng rồi nè. Trời ơi, đâu coi coi. Ôi, mấy cá rô chút biếu ăn uống gì, tôi thèm cá lóc à. Anh sáng mơ giờ câu được cá lóc nào không? Có một con cá lóc kìa. Bự nhỏ. Bà lớn. Trời ơi, cá lóc bự ha. Tôi thèm cá lóc lắm mà từ ngày nhà tôi mất đến giờ đâu có ai đàn ông trong nhà đâu. Cá lóc có cá lóc ăn. Bảo mai đi câu đâu có ăn. Thèm gần chết rồi mà cũng không có thời gian đi chợ nữa. Tính để con cá lóc này bán mua gạo rồi mà thôi giờ không mấy giờ tôi ăn bánh bèo chị ăn cá lóc tôi đi. Ừ, vậy đi. Vậy anh ăn dĩa bánh bèo tôi ha. Ừ. Rồi tôi ăn cá lóc của anh đúng không? Ừ. Mà giờ tôi phái ăn cá lóc kho nước dừa. Sao bà phái nhiều cái vậy? Phái nhiều cái lắm, có ăn có uống thì có nước dừa pha kho nước dừa ngon lắm. Giờ kêu con cu nó trèo lên hái tôi trái dừa không? Đi. Dạ. Lên quất bà mấy trái dừa đây con. Bà chừng té con ơi. Bà hành không. Ôi, thâu. Chết rồi, chết rồi. Cô, kéo con lên ơi. Kéo, ta chết con. Kéo lên. Cái này lên. Tao kéo mày là tao xuống luôn đó. Đâu, giật ơi. Hai ông cháu hái của chi dừa mà cũng được tức sự vậy. Già đau quá, nậu lên. Trời ơi, cái quần nó tét gan tay luôn. Bởi nhà không có đàn bà ăn gái không có được vậy trơn á. Lát mày lột cái quần ra nha chê. Tao mai lại cho. Nó bao nhiêu lần rồi, đi ra đường cẩn thận. Quần rách cả tắc vậy á mà không sợ gì hết. Còn đòi leo dừa. Tôi leo cho. Quần rách có hại tắc cho mày. Thì sao ơi. Trời ơi. Cái già quất ông cây giờ. Cái già quất nết dễ sợ luôn. Ông nghĩ sao? Nó mày lớn rồi phi rồi chê nó ra rách không sao. Cha leo con chởn cho dừa nó rụng hết cha nội. Thôi, tôi không ăn cá lóc của ông nữa đâu. Ông giỡn rồi, tôi về à. Về chi sớm vậy à, lại không lấy cá lóc tôi hả? Thôi, tôi không ăn cá lóc nữa đâu. Không ăn cá lóc tôi thì để tôi ăn bánh bèo chị cho. Đó của ai để ăn đi, cá lóc ông ăn đi, bánh bèo tôi ăn. Chết cha nội ơi, Vinh ơi. Vinh gì mày? Vinh rồi. Cái gì vậy? Nó Vinh rồi kìa. Vinh cái gì? Nó Vinh rồi. Cái gì? Vinh. Cá hả? Mày không phải. Thì Vinh gì? Cái lưỡi câu Vinh như bụng rồi kìa. Trời Vinh cứ ngạt thôi. Vinh như bụng khói thầu rồi. Thì giật nó lên đâu? Thì giật nó lên. Giật là ai ba. Gà đau quá. Đi. Thằng này ông ghét lâu rồi. Trời ơi.
đi đứng kiểu gì kỳ cục á hả ông già? Dây sao chán vé hai người đi tràn vàng hết cái đường nè, không giỏi nằm xuống đường luôn đi. Ôi trời ơi, khách tao chơi vậy mày? Đừng có làm tôi sợ nha, nói dở chơi làm thiệt vậy hả ông già? Hả sao ông lì quá vậy? Lì vậy mày hả? Trời ơi, tôi lại ông mà ông đi chỗ khác đi, chứ gặp người khác mà nó ác độc nó cán qua cái là mất công đưa ông vô bệnh viện bây giờ. Trong xóm này không ai cô hồn như mày đâu. Ông sao biết tôi cô hồn hả? Gì? Ông Năm Đéo, ông nói chuyện với ông Đạo tôi vậy hả? Ê nhóc, tao muốn nói chuyện gì được mày? Ông tưởng ông thách nít, ông khi giảng nít đó hả? Chơi võ cho ông coi nè. Chơi võ gì? Mày nói mày võ gì? Con ra chiêu nha. Trời ơi, đây quốc nào đây con? Dạ. Võ rùa, võ rắn thì có, xin lỗi mày, khỏi khoan mày. Mày khoan mày, trời ơi, mày tưởng mày là ai hả? Mày khè đó hả mày? Mày thấy thấy Lý Tử Long chưa? Đó. Lý Tử Long mày coi cháu nậu Ba Phi nè mày. Cháu nậu Ba Phi hả? Lý Tử Long nè. Quốc nó đi con, ông đờn cho con quốc. Mày chưa chết. Không sợ với ông Năm Đĩa chứ sợ. Đó là mới chiêu lẻ của nó thôi, gọi là chiêu thượng lột chứ hạ lột là mày khỏi đi trong cái xóm này luôn rồi. Rồi còn động cưới ngọn quốc ông luôn đi. Còn quốc đây. Dạ. Khoan. Cái gì? Hai ông cháu mấy người á, liều hồn á. Chẳng qua ông tập nó hồi nào mà nó luyện võ công thâm hậu hay quá vậy. Vậy mới nói. Bây giờ tôi không có chơi với nó nữa. Tôi chơi với ông. Ông ốm nhất. Tôi chơi với ông nè. Xin lỗi ông. Gì vậy con? Ông sợ quá nội ơi. Gì vậy? Nó lấy vào cá kìa, nó khè mình kìa. Mày gốm mà mày chơi mày câu mà cháu tao kêu cái thao câu cá mà mày đem ra mày khè tao hả mày? Mày nghĩ sao ông này coi câu cá hả? Xin lỗi nó màu sắc vậy thôi, chứ thực chất bên trong nó có khí lôi lắm, hiểu chưa? Ôi, thử luôn luôn đi, vứt luôn đi. Mẹ xuống đi để cho ông nội thử thằng này coi. Trời ơi, làm gì? Tao sẽ chơi cái lưỡi câu cá cho mày. Hồi nãy ông nội quốc có cái lưỡi không, bây giờ có miếng mồi. Ký cái miệng rộng ra kìa. Gì hả? Da mỏ. Ông già. Cái gì? Sao ông chơi ám vậy? Tôi ông thi thố võ công, tại sao ông chơi võ cướp là sao? Cái này tao chơi võ cướp hồi nào. Có. Chỉ là động lực để cho cái lưỡi nó bay vô, nó giật cái mỏ mày ra thôi. Trời ơi, ông già ác độc. Ông chơi vậy là không có bằng. Thôi, vậy ngày mai đi. Khỏi con hẹn. Tao đã suy nghĩ điều đó rồi. Ông già. Gì? Ngày mai tôi với ông sẽ thách đấu, coi ai sẽ bất phân thắng bại. Để hỏi kiếm cho nội ta. Chơi không con? Chơi luôn nội. Được rồi, ngày mai quất luôn. Chơi. Alo 1234 4321. Alo. Alo. Có nghe rõ không? Quá rõ rồi vô. Nghe thằng nào ngồi trước mặt á, nó hù á. Alo, bà con cô bác. Dạ, hôm nay con tới đây. Mày đứng đâu trước mặt tao mày? Bữa nay tao tránh à. Dạ. Bà con cô bác, hôm nay ông Ba Phi với ông Năm Đĩa thi nhau. Tôi hàng xóm láng giềng, tôi sẽ tài trợ cho 10 dĩa bánh bèo nếu như người nào thắng. Quá không? Bây giờ tôi sẽ nhường cái ô bạc lơ này lại cho cái người lớn tuổi nhất ở trong xã mình, đó là chú Sao Bản. Đưa đây tao. Đưa tao lấy gì cho nó. Dạ kính thưa bà con cô bác hai họ. Đó. Gì? Đâu phải đám cưới đâu hai họ. Chết cha. Quên. Qua đám cưới bữa nay tưởng còn ăn đám cưới nữa. Xin lỗi bà con. Kính thưa bà con cô bác, hôm nay nghe nhỏ mày,
con nhỏ này ham ăn ham nói, nó dặn cái cục bự mà nói đưa đưa tao cái cục bự nhỏ này. Trời ơi, gắn cái giống vậy trong này nặng dữ trời. Dạ tôi sao bảnh kính chào bà con. Ủa nghe không, không ai vỗ tay vậy? Nghe không? Chắc ông nghe chứ ở trên không có nghe. Sao vậy? Ai biết là chúi quá. Chúi như vậy ai nghe? Bà mẹ nó cái tàn âm thanh. Nó chỉnh cái gì mà cái này không có nghe con mẹ gì hết. Nó cầm nặng gần chết luôn à. Nói vậy nó đi tao. Nó đứng cái lưng tao đã yếu. Đứng kiểu này tới sáng mai có tật luôn quá à. Bây giờ làm sao nói cho nghe? Cái cục này mới nói, còn cục này người ta phát tiếng chứ bộ. Mày không chịu nói thì làm tao đứng quái. Tại ông ham dành. Ừ. Dành dành hoài à. Dạ, kính thưa bà con, tôi sáu bệnh. Nói nghe rõ chưa? Nghe không? Không, không. Sao kỳ vậy, sao nghe mày? Rút dây rồi sao nghe? Cái con nhỏ này, đồ cái con bánh bèo vô dụng. Có cái dây mà nói cũng không được. Dạ, hôm nay nói là mẹ gì giật đi. Vậy như không có ảnh hưởng gì đâu. Để tôi nói không đi. Dạ, đưa cái dù ông cố con. Để tao đứng tôi có điểm tựa tôi dịnh. Nhưng mà sao tôi chú nhủi. Dạ, kính thưa bà con, hôm nay tôi hân hạnh được đứng ở đây làm trọng tài cho cái cuộc thi tài giữa hai thằng. Hả? Hai đội hay thằng đâu? Chết mẹ lộn nữa. Hai đội. Đó là đội năm đĩa. Đứng dậy chào mày. Chào bà con. Ừ. Chào. Hay con lớn nha. Hay con lớn nha. Hay con lớn nha. Hay con lớn bếp có dạy đó. Ừ. Và một bên là đội của Ba Phi. Chào con. Nội quy của cuộc tranh tài là như sao? Tôi xin được phép đọc cái nội quy. Thầy của tôi viết một từ mẹ đưa đọc tôi nói luôn cho rồi. Bây giờ tôi báo cáo với bà con là vậy. Bữa nay tôi cho hàng này nó thi với nhau là mục đích là tranh tài ở đây là ba môn phối hợp. Đó là môn đầu tiên là cái môn con nói về tầm cao. Môn thi tầm cao là vậy? Từ từ mày tôi chọn tôi mỏ rồi bây giờ mày. Cái con nhỏ bánh bèo đó. Muốn nhảy vô họng rồi. Cái môn đầu tiên là môn tầm cao, cái môn thứ hai là cái chiều sâu, còn môn thứ ba là trung bình. Nói vậy bà con hiểu không? Không hiểu mà khó hiểu quá. Vậy phải giải thích nữa. Môn tầm cao là gì? Có nghĩa là hai đứa tụi nó thi với nhau leo dừa. Hai đứa nào mà sau 5 phút nào leo cao nhất đó thắng. Mà điều quan trọng là cấm nha, leo dừa là không có được mà chơi cái vụ mà leo thang nha. Thằng nào mà chơi thang tao cưa thang á, thằng nào mà chơi mà leo bằng dây này đó là tao chặt gãy giò nha. Tao đánh tụi bay chết tía tụi bay luôn. Nói quý gì kỳ á, tự nhiên đòi quánh chết tía người ta. Kệ tía tao mày, tao có quyền, tao tự chế, tao muốn làm gì làm mày. Đúng đó rồi, là tao cái... không có gì quyền đánh. Đó là nội quy về cái môn leo dừa. Còn cái môn thứ hai là cái môn chiều sâu, có nghĩa là cái môn lội mương. Đó, lội mương là khó. Hãy đứa nào mà lội qua trước thì đứa đó thắng. Mà điều quan trọng là tao cấm là không có được mà dùng phao nha. Nào chơi phao tao lấy cái này tao chọt là xì phao cho chết đuối cá rỉa thấy mụ nội tụi bay luôn. Còn điều thứ hai là không có được trèo xuồng. Nào bơi xuồng tao nhảy ra tao phi thân tao đập một cái là bể cái xuồng cho tụi bay chết uống nước thấy mụ nội tụi bay luôn nghe không. Mà cái điều quan trọng nè tụi bay bơi thí nhau làm gì làm nhẹ nhẹ thôi bơi ngang mương coi chừng cá tao nó chết. Đó cái đó mà là khó. Và đứa nào sau 5 phút bơi cao nhất thì đứa đó sẽ thắng. Đó là điều thứ hai. Còn cái môn thi thứ ba đó là sao không? Để thi hai môn kia trước đi. Tao nghĩ ra cái môn thứ ba tao báo cáo sao không? Rồi bây giờ vậy đi. Ngồi chuẩn bị. Đứng lên. Chuẩn bị. Cuộc thi leo dừa bắt đầu. Quy định cái dừa ở đâu? Kìa, quên nữa. Mỗi bên có một cây dừa sẵn rồi. Phi phi về dừa đi con. Về đứng trụ cây dừa con. Trời ơi đây mới là phi nè. Hả? Đây là dừa. Trời ơi. Nói với cây dừa đứng tao không biết nào phi nào dừa. Phi về dừa về con. Về dừa đấy. Về trụ dừa con. Ác thì ghê luôn. Rồi đĩa về dừa con. Chuẩn bị là tao đếm 3 tiếng là tụi bay phóng lên chỉnh cho tao nghe. 1 2 3 chấm. Vô. Cố lên. Đi.
sợ rồi, không sợ. Không sợ hả? Ừ. Anh gì? Ê, ê, ba tôi chết, nó chơi gian kìa. Nó chơi gian kìa, kìa, chơi gì không có bằng, chơi gì không có bằng, nó chơi gian, nó lồi cưa cái giường gãy nè. Đâu làm gì đâu các bạn. Đâu phải hết gì đâu. Chết, tao, mày, sao không? Mệt quá, đeo bánh nữa rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Thua. Chết mẹ mày rồi, đề nghị giữ nguyên hiện trường để tôi đo đạc nghe. Tao lẹ đi ông Sáu ơi. 3 phi 1 dù, 5 đĩa chưa có dù nào hết. Tuyên bố môn đầu tiên thi tầm cao leo dừa 3 phi thắng. Rồi bây giờ chuyển sang phần thi thứ hai. Môn thứ hai là thi chiều sâu là lội môn. Đề nghị tất cả tập trung ra môn trực chỉ. Ra môn đi. Mày biết bơi không? Không. Mày tin tao đạp xuống dưới cá nó rỉa mày không? Con bèo. Bây giờ nè, sau khi phần thi thứ nhất là tầm cao xong rồi, bây giờ có phần thi thứ hai là chiều sâu. Ba. Nãy tôi nói cho ba ông Sáu nghe, cho bà con nghe nè. Hồi nãy là chơi ăn gian, nhịn rồi đó. Ăn gian gì? Gian nè, nghe nè, con bánh bèo nè. Với cháu của ông là thằng Trê nè. Lại lúc tôi đang leo ra cái giường gần tới nơi rồi, nó đưa nguyên cái hình con rắn rỉa vô chân tôi, rồi le lưỡi này nọ, rồi lấy cây cưa nó cưa cái giường đó. Sao tôi thi được? Cái đó có bằng chứng không? Không có, không có, không có. Có bằng chứng không? Không. Không chứng đâu. À, không có bằng chứng. Ông Sáu, không có bằng chứng sao? Không có, không có gì thua. Tao làm trọng tài cha mẹ nói đâu ngồi đó. Bây giờ nè, hiệp hai nghe tôi nói nè. Hiệp hai hồi nãy tôi tưởng con mương này bự, tôi mới biểu là người nào bơi qua trước người đó thắng. Bây giờ nhỏ quá, bây giờ tôi đổi ý, không có bơi nữa. Bây giờ người nào phóng qua bên bển trước người đó thắng. Không biết bằng cách nào qua bên bờ bên kia trước là người đó thắng. Dạ, rồi vậy à, khoan, nói kiếm, có nghĩa là muốn phóng mà miễn sao từ bên bờ qua bên bờ kia được là thắng. Đúng vậy, lên bờ trước là thắng. Rồi, ông thua chắc rồi. Tôi đếm 10 giây thôi nha, tôi đếm 10 giây thôi đó, chuẩn bị nè, quên. Thường thường ta có súng bắn phát lệnh cho là bắt đầu, hoặc là có trống, còn giờ không có trống thì tôi chừng nào nghe cái bụm là chuẩn bị nha. 1, 2. Thằng nó ngu thấy ớm. Nội quy là muốn qua sao qua, miễn sao qua được cái mương thôi. Đi đường này đây. Thôi, chơi với chắc là xấu rồi, sao chơi luôn. Vậy là ba phi qua bên trước ông, ba phi thắng rồi. Thì bạn hỏi cách miễn sao tao qua bên được thì thôi, ông thua rồi còn gì nữa. Nhưng mà mất cái hai môn mà. Mất cái hai môn, còn một môn nữa mà. Còn một môn nữa hả? Ừ. Đó là môn hết rồi. Kỳ vậy? Thấy đâu kỳ, thi ba môn người ta thắng ông hai môn, giờ không có thi thêm môn kia, ông có thắng đâu có được cái gì đâu. Đúng rồi. Con. Đúng không? Đúng mà con. Rồi, đúng rồi. Thua không tao thấy ông môn. Ba phi thắng. Ba phi có quyền làm gì không? Có quyền làm gì năm kia thì muốn làm gì la. Xử ăn rồi. Từ nay trở đi muốn nó đừng có ý giàu rồi ăn hiếp người nghèo, đừng có ý sức mạnh rồi đi phá làng phá xóm, lúc đó là con xử nó chết đó. Nhà hàng này rồi vắng que như cái chùa Bà Đanh này trời. Bớt người ta chai chai chai, bớt người ta chai chai chai.
bình tĩnh. Trời, cú lửa như là cú lửa, cú người, cú người, cú lửa. Trời, chỗ nào, trái chỗ nào? Trong nhà bếp á. Dù duyên lãng xẹt thì bếp là phải nấu, phải có củi, có lửa, phải có cháy chứ sao. Làm hết hồn mà. Thì cháy trong nhà bếp. Bà làm gì bà xách xô nước hay điều bà muốn tạt tôi là bà. Tưởng cháy ngoài này. Ờ. Đâu đeo ngoại. Đi ăn nhà hàng chứ đi đâu hỏi. Đi đâu? Đi ăn nhà hàng. Đi ăn nhà hàng. Ờ. Trời ơi. Cửa hàng rào đóng rồi tại sao không vô được vậy hả? Không vô bằng cách nào? Trời, bà này sao bà lạc hậu quá. Nhà hàng bà đóng cửa phải không? Ừ. Nhưng mà trước nhà hàng bà thấy có cây cục điện không? Thấy, cục điện nhà tôi á. Thấy dây điện không? Thấy luôn. Dây điện bà lớn. Bà muốn truyền tải. Ừ. Dây trung thế. Ừ. Nó đi từ 500 kV truyền vô đây phải không? Đi đúng rồi. Bắc Nam đó. Ừ. Nãy tôi leo cục điện, đu vô cái bình điện, nắm dây điện, tôi xà cái bịch vô đây đó. Trời đất ơi. Ông đu dây điện thiệt tình vậy hả? Nói giỡn bà hả? Trời ơi ông ơi, ông làm cái kiểu này nghe, ông mà leo cột điện bữa nào có ngày nghe điện giật là chạm là chết đó nghe chưa? Trời đất ơi. Thiệt bà, tôi nào giờ tôi đu dây điện tính ra cả ngàn lần rồi. Đâm riết ghiền. Trời! Đâu có cần leo, đâu có cần mở cửa chi cho nó mệt. Cứ ở dưới đất đằng dần lên đu dây điện phóng cái bạc vô. Trời bộ ông leo cột điện riết ông ghiền hả? Ghiền. Dạ, vậy là ông phải đi khám lại đi nghe, chứ tôi thấy là ông là hơi chạm rồi đó. Chào. Bà biết một chiếc bao nhiêu không? Nhiều. 50 cây. Biết sao cười không? Sao? Dép 50 cây vậy. Rồi dép 50 cây vậy. Bà muốn cười nữa không? Tôi lấy đôi dép tôi rạch cái miệng mày ơi, cái miệng ca sấu và bà cười đã luôn. Giỡn nghe. Đôi dép này bữa tôi mang tôi đi chợ Bến Thành. Ba ông Tây, một người Canada, một người Úc, một người New Zealand. Dòm thấy đôi dép, viết theo năn nỉ. Nhìn đôi dép trời nước miếng nước mồm nó chảy ra. Làm nói gì? Tôi, ông ơi ông, ông mang đôi dép này lâu lắm phải không? Lâu lắm rồi, của gia bảo, bán lại cho tôi đi. Trời ơi, năn nỉ tôi viết. Tôi mới thấy họ muốn bán thì bán. Bán hả? Hỏi nhiêu? Tôi nói 50 cây một chiếc. Ừ. 2 chiếc là 100 cây. Rồi chắc người ta bỏ đi luôn phải không? Dạ anh đâu. Như sao? Tự nhiên cái mấy người đó vừa móc tiền ra. Tôi mới vừa định trao chiếc dép cho họ. Tự mấy người cứ bu lại. Giật qua. Đưa bán cho tôi, bán cho tôi. Tôi lấy 200 cây. Là tăng gấp đôi. Mỗi chiếc 100 cây. Trả ông cái dép này 200 cái vàng. Cái tôi gạt ba ông Tây qua ông bên. Tôi bán cho ông Tàu. Ừ. Ông Tàu mới vừa đưa tôi 200 cây vàng. Ừ. Tôi mới vừa đưa đôi dép, ba bốn người là bu, giật, bán cho tôi. Ừ. Cái tôi lên giá biển nhiêu không? Nhiêu? 800 cây. Trời ơi, ông nghĩ sao đôi dép này 800 cây vàng. Rồi sao không bán đi vậy, sao còn tồn tại ở đây vậy? Ngu hà bán. Sao vậy? Trên trái đất, trên cái hành tinh này, trên cái thái dương hệ này có đôi dép này, đôi dép này không? Bán rồi mất luôn rồi sao? Của gia bảo 800-900 cây vàng còn kiếm được, đôi dép này mà mất rồi kiếm lại được không? Trời ơi, nể ông quá. Cuối cùng đôi dép 6 đời 800 cây vàng ông không bán. Không bán. Trời ơi, nể ông quá. Ui trời ơi. Trời ơi, thôi giờ người ông ớn thiệt á. Gì ớn? Bây giờ để tôi coi coi. Uống trước đi ha. Uống trước đi, uống gì? Hennessy có không? Hennessy có chứ. Napoleon Bonaparte. Có chứ. S.O. Có luôn. Thôi cho ly trà đá đi. Bài đặc chảnh hoài. Hennessy với cô đã đợi uống trà đá. Trời ơi, ông ơi, làm tôi rớt hoài với ông với ông. Trời ơi, ở nhà tôi nhiều thức uống quá, tôi uống tôi ngán. Ông nổ quá. Cho nên tôi phải uống trà đá để thanh nhiệt. Vậy giờ nào giờ uống cái gì cao cấp rồi nói ra coi. Uống rượu thì nó sai, đâm ra nó bậy, cho nên tôi uống sữa không à. Sữa mà là nhà tôi chẳng. Có sữa bò nè, sữa dê nè, sữa chó nè, sữa heo, sữa thỏ, sữa thằng lằn tắc té. Ê, ông Quăng vừa phải nghe chưa? Thằng lằn là gì mà có sữa? Trời, biết một mà không biết hai. Sao? Thằng lằn là động vật gì? Bò sát. Đúng. Thằng lằn đẻ gì? Đẻ trứng. Trứng, đúng. Trứng ấp ra thành gì? Con. Con thằng lằn của tôi nó đẻ, một ngày nó đẻ 8 cử. Một cử nó đẻ 100 con. Một con đẻ ra đó 100 ký. Cái gì? Thằng lằn con mà đẻ ra một con 100 ký.
Vậy chứ ông nói chắc thằng lằn mẹ chắc nó bự như cái thùng phi vậy hả? Sao bà nổ quá bà ơi. Bà không biết mẹ sao bà phải xía thằng vô. Thằng con là 100 kg rồi. Ai nói bà thằng lằn con 100 kg? Thì ông mới nói thằng lằn con 100 kg, thằng lằn mẹ phải là cái thùng phi. Ờ thằng lằn con 100 kg nhưng thằng lằn mẹ không có bằng thùng phi. Chứ bằng gì? Bằng tay Út lên lại như bằng thùng phi. Bà nhiều chuyện đốn đặt. Ông nổ quá, ông nổ, đốn đặt nổ. Thì có. Thôi đi ông ơi, ông nghĩ sao thằng lằn con 100 kg, thằng lằn mẹ bằng ngón tay cái. Bà nói mà bà không biết một. Không biết một, không biết hai. Sao, con thằng làng nó bụ giống ở Việt Nam mình á. Giống ở trái đất này hả? Cái giống đâu? Con thằng làng này là cái giống ở trên sao quả đó. Con bữa tối tôi đi nhậu về. Cái tôi rớt đường mương. Rớt đường mương cái tôi xỉn tôi nằm đó đó. Tự nhiên tôi thấy một dần sáng ở trên trời bay. Yêu. Cái nó chiếu ngay mặt tôi. Cái dần sáng nó câu tôi lên cái dĩa phi thiền á, nó lên trển tôi dồn, trời ơi người nào nói cái da y như con cóc à, mà mặt xanh y như là quỷ, có anten mà kêu te, tôi hỏi ai vậy, họ nói ta là người ngoài hành tinh, hỏi bắt tôi lên đây làm chi, bắt lên đừng thí nghiệm, hỏi thí nghiệm gì, thí nghiệm con người sống ở trái đất ra như thế nào, tôi lột hết đồ ra, trời ơi tôi lỏ lồ, tôi mắc cỡ gần chết luôn, có khám tôi đủ thứ, cái ngủ tôi xuống cho tôi còn thằng lằn mà lớn, nó về nuôi đi. Làm giàu ở con thằng lằn này nè. Nhưng mà lý do làm sao mà cái con thằng lằn mẹ nó đẻ ra rồi mà cái con thằng lằn con nó lớn cả 100 kg vậy hả? Bà có học sinh vật không sao bà ngu quá à? Không, tôi có học chứ. Con thằng lằn nó đẻ ra cái trứng. Thì đúng rồi. Cái trứng nó nở ra cái con. Thì đúng rồi. Cái con mới vừa nở ra nó ngáp một cái là lên ký lô. Mà ngày nó ngáp 100 lần lên 100 kg. Thức ăn của nó là không khí. Trời, dễ sợ vậy đó hả? Ghê vậy đó hả? Tôi láo con bà. Cứ là nghe ha. Tháp cái là bộ lên ký, ngáp cái là lên ký. Dễ sợ vậy. Còn không chân con đi dốc nghe. Nói không phải là nổ với bà. Ai bà nói sớm tôi chừng 3 ngày là tôi cho bà ăn cặp rồi. Ủa chứ giờ sao rồi? Mấy ông ở trên sao quả, mấy ông nói ở trển tụi nó săn với nó đốt rừng quá tiệt chủng thằng lằn rồi. Mấy ông mới đi xuống đây, mấy ông kêu tôi chia lợn bày ra đem mày trển nuôi cây giống lợn. Ôi tôi thấy tội nghiệp tôi cho hết rồi. Tiếc quá ha. Quên nữa, ông nói là hành tinh xuống đó vậy chứ hành tinh người ta đi bằng gì xuống đây vậy? Dĩa bay. Dĩa bay. Ông bao giờ ông đây bao giờ ông đi cái dĩa bay đó chưa? Trời ơi, mấy ông xuống mấy ông chở tôi đi uống cà phê hoài luôn. Đi riết mệt. Trời ơi tôi sai dĩa bay, sai tàu sai xe là chuyện bình thường. Rồi sai tàu sai dĩa bay khó chịu lắm. Sao? Nó cứ mắc ói rồi nó nhức đầu. Trời tôi ói đầy dĩa bay luôn. Tôi về rủ tôi đi, tôi không đi nữa. Ở trển có gì trển? Ở trên trển cũng có bia ôm, cũng có cà phê ôm, rồi cũng có xe lam, xích lô cũng đầy đủ rồi, cũng có ăn mài rồi, cũng y như mình với đây à. Sướng vậy nó nghe nè. Bữa nào đó mấy ổng ở trển mà xuống đây đó, cái ông dẫn mấy ổng qua đây đi, cái tôi đãi mấy ổng ăn uống xong cái cho tôi đi ké nha. Bà nhìn mấy ổng bà sợ bà xỉu rồi. Không sao đâu, cho tôi đi ké tôi lên trển nó coi nó sao nha. Tôi nói trước là thấy ghê lắm á nghe không. Trời ơi giờ bà xỉu liền á. Không sao được bà. Đó bạn tôi nhìn với tôi quen rồi. Thôi được rồi, bà có đi hiện mốt rồi đưa tôi số điện thoại. Rồi tôi điện có gì lên trển chơi. Nhớ nghe nhớ nghe. Ăn hả? Ăn gì không? Đãi liền. Ở đây, ở đây bà có món gì bà nói tôi nghe coi. Đặc sản cái gì cũng có hết á. Nhưng mà đặc biệt ở đây là tôm. Tôm là tôm sú, con nào cũng lấy bằng bắp tay tôi nè. Bự lắm. Có con hả là 1 kg một con luôn á. Đem đổ mẹ nó xuống biển xuống sông. Bảy đi, bảy đi. Cho nó sống tự nhiên đi. Tôm của bà không có ai ăn đâu bà ơi. Bữa nào bà rảnh bà ghé nhà tôi đi, tôi cho bà ăn cái giống tôm 1 kg. Ủa một con 100 kg. Gì? Ông nói cái gì? Tôm. Tôm sú con hả? Ờ. Một con 100 kg. Đó là tôm con đó nha. Còn tôm nái với tôm cha đó nha. Cả 1000 kg. 1000 kg là nó cứ... Xạo ông ơi, tôm ông làm tôm nuôi cách nào mà nó dài mà nó bự nó to dữ vậy? Cả 1000 kg tôi chặt con tôm ra, thịt nó tôi cho 2 làng 3 bộ lạc ăn. Mà còn như cái đầu. Ngon mà cái gạch nó, mà biết gạch tôm không? Gạch biết chứ. Gạch tôm đó là 3-4 xe tải chở đó. Trời ơi, khủng khiếp vậy không? Bữa nào mà có lỡ mà ăn tôm mà chặt mà còn cái mấy cái gạch đó kêu tôi. Tôi đem đó về tôi bán nghe. Mà tôm ăn nuôi bằng cách nào mà sao mà nó bự dữ vậy ông? Kỹ thuật ghê. Tôm tôi không có cho ăn hay là thức ăn ấy. Cũng phải là quạt nước cho có oxy vậy trơn. Nhưng mà làm cái giống gì, lai cái giống gì? Đây, tôm nuôi làng đây. Thấy không? Bắt con tôm ngoài biển về có ba lớn vậy thôi. Đúng rồi. Đó, nuôi cho nó ăn. Cho nó ăn là vậy nha. Một ngày á. Mình cho nó ăn là bình thường, giống thức ăn gì mọi lần như bình thường á. Sao lớn được? Nó lớn cỡ bằng bắp tay vậy nè. Bằng tôm của bà bán. Tôm của con tí á. Xong xuôi rồi bắt đầu tôi ghép đôi cho nó. Ghép đôi với con nào? Con tôm là vợ, con voi là chồng.
tôi cho con voi với con tôm nó ăn ở với nhau. Tôm lai voi. Nó ăn ở với nhau xong cái con tôm nó đẻ nó trứng ra. Cái trứng nó cái ấp nở thành con tôm. Hay quá. Con thì con tôm con nó mang cái gen của con voi đó. Voi là phải bự rồi. Đó, một con tôm 100 kg lúc mới nở. Trời ơi, dễ sợ vậy. Mà lúc mà nó thành con tôm mà lai vô rồi cho ăn hơi khó. Ông cho nó ăn cái gì? Mồi, phải là... mồi hơi căng nha không? Mồi là cái gì? Thịt bò. Thịt bò. Không phải mua bò, bò Dũng qua chợ đâu, mua nguyên con. Mua nguyên con bò cho nó ăn. Mà tôi tính kinh tế lắm. Kinh mua sao? Bò tôi không bao giờ tôi mua con bò đực. Mua là phải mua bò cái. Đúng mà rồi, bò cái nó mềm đúng không? Phải. Cái mềm bà tính bà ngu quá, tính kinh tế là thôi, bò cái mà nó có chữa. Là được ông hai. Ông tính vậy là ông bậy. Con bò cái nó có chữa, ông ăn cho con tôm ăn vậy là ông lỗ, tại sao cái con bò cái nó có chữa là tới hai con bò rồi. Trời ơi làm gì nó lỗ sao? Đó, lỗ. Chính bà mới tính không có kinh tế, tôi tính là kinh tế mua một con bò cái, chờ con bò cái nó đẻ ra con bò con. Coi như mình được hai con thả xuống cho ăn đó. Tính là tao tính như vậy đó. Hay quá, con nể bò nái thì tôm mẹ ăn, còn bò con là tôm con ăn. Hay quá, nể ông quá, nể quá. Tính gì? Ê, khoan, hết tin rồi. Nè, ông nghe tôi hỏi nè. Ông nói á, tôm của ông là 100 kg, cả ngàn ký vậy. Sông nào nuôi nổi con tôm của ông? Sông nào nuôi nổi? Ai nuôi sao? Đừng có nói xạo tôi à nghe. Ai mà đi nuôi tôm ngoài sông? Chứ nuôi tôm ở đâu? Nuôi ngoài biển. Biển nào? Biển Đông với biển nào? Xạo sự. Biển là như biển của ông vậy á. Trời ơi. Vậy biển, mà tôi cũng tin dễ biển sợ. Biển không phải biển của tôi chứ biển của ai? Tôi nói trời ơi, cái biển á, từ Vịnh Bắc Bộ mà chạy xuống Phan Rang, Phan Rí rồi vô cái cua Vịnh Thái Lan, đảo Phú Quốc. Cái vùng biển đó là của dòng họ nhà tôi đó nha bà. Tôi nói láo con bà đó, hồi xưa ông cổ tôi mua cái biển đó đó. Mua cái biển đó hả? Mua cái biển đó mà ai bán, ai làm chủ bán cái biển đó? Thổ địa bán. Thổ địa thua bài, thổ địa bán. Trời ơi! Ông nội, ông làm gì có thổ địa mà thổ địa thua bài bán cha. Thổ địa quýnh bài thua, vô casino quýnh thua. Chơi kéo xì dách với chơi gì? Chơi gì cái xây vòng vậy nè. Đó, luyện cái cục gì đó. Trời đất ơi, thua. Bán mẹ cái biển Đông cho ông cổ tôi. Nè, cái này là tôi không tin rồi đó. Cái này là tôi không tin, thổ địa là không có chuyện có thổ địa này ha. Rồi mà đánh bài thua nè. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông nói gì mà có bằng chứng không? Trời. Nói có sách mách có chứng. Móc mẹ cái giấy tờ mua bán hồi xưa cho coi luôn cái rầm luôn nè. Đó, coi đi. Giấy tờ mua bán hả? Chứ gì nữa, bà đuôi rồi bà không thấy hả? Giấy tờ mua bán hồi xưa của ông cổ tôi với ông thổ địa đó. Coi đi. Coi kỹ đi. Nói nghe nè. Tôi mà thấy chữ nào tôi làm con đẻ liền á. Thời đó người ta viết đâu có cần chữ này á vậy. Cái gì đây? Tự nhiên có cái cục này cái gì lộn vậy? Bà mở to cặp mắt mà bà cài luôn hai cục ghen trong con mắt bà ra đi. Rồi bà nhìn cho kỹ vô trong cái giấy tờ mua bán văn. Hồi đó tao kêu là văn tự đây nè, tôi diễn giải đây nè. Bà thấy cái này là gì không? Cái cục u giống như cục sưng vậy đó. Cục sưng gì? Cái cục này là thể hiện là cục đất, là đất liền. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 này là biết cái gì không? Giống như cái lằn chỉ vậy á. Lằn chỉ gì? Có người dòm vô dốt, họ nói này là con trùng, nhưng thật sự không phải là trùng. Mà biểu tượng của nước, rằng là nước, thấy chưa? Đó. Nước này là gì? Ám chỉ là gì? Là biển Đông. Sống biển đó, biển nè, đất liền nè, đó, giấy cái... tờ, thổ địa bán nè, đó, bán cho ông cổ tôi đó. Vậy đó hả? Tờ giấy này là tờ giấy buôn bán đất đai đó hả? Đúng rồi, cái cục này là đất nè, cái lăng quăng này là biển nè. Trời ơi, dễ nể ông quá, gia đình ông giàu á, nói nghe nè, ngay cái khúc này nè, bữa nào cắt mớ khúc bán cho tôi để tôi làm du lịch nha, khúc này nè. Mà muốn không? Mua biển hả? Mua khúc này ha. Được rồi, bữa nào tôi coi cái khúc nào mà nó trẻo trẻo một chút quá. Cái tôi sắn cho bà một miếng bán lại cho bà. Nhớ nha. Rồi cái coi có sóng thần rồi bà ra bà thấy sóng nó lớn á. Trượt nước rồi chơi ha. Nhớ bán nha. Thôi vậy đi ha. Tin chưa? Rồi tin quá. Dân tự đàng hoàng, thổ địa thua bài bán chứ ông cố tôi làm gì mà mua được biển. Có bà con thân thuộc nào ở đây không? Sài Gòn này hả? Ừ. Sài Gòn này 10 cái nhà là hết 9 nhà là bà con tôi rồi. Phải không? Thấy khách sạn New World không? Biết à, năm sao à. Của cháu tôi đó. Trời đất ơi. Thấy caravan không? Biết luôn. Của bạn tôi đó. Trời đất ơi. Ông ra biết của ai không? Của ai? Của tôi đó. Của ông à. Tin không? Trời ơi,
cái Thuận Kiều Plaza là lớn lắm mà. Ờ. Xịn lắm mà. Ờ. Vô trỏng là toàn người nước ngoài không à. Ờ. Ông là chủ cái đó đó. Ờ. Sao mặc đồ bèo dữ bay? Dạ dạ. Dạ dạ gì? Tôi có cái áo á nha, mà ờ. Nút bằng hột xoàn không? Áo nút bằng hột xoàn không à? Áo mà nút bằng hột xoàn. Vậy hả? Còn vải áo vàng mà giác mỏng ra mới đan lại thành từng sợi từng sợi. Bữa hổm tôi mặc vô một lần tôi xệ dai bị nó tới 80-90 kg mà trời đất coi. Ừ, tôi mặc bộ đồ đi ra đường. Bữa nào cho coi thử nha, bữa nào cho coi thử nha. Cho coi thôi chứ đừng mặc nha, mặc chết rồi nha. Vậy hả? Ờ. Ừ. Hả? Giàu dữ vậy hả? Nói giàu thì người ta nói mình nói dốc, nhưng thật sự không phải là giàu mà có của ăn của để. Dạ. Hả? Tôi giờ tôi phải mặc đồ lên xem vậy tôi đi ra đường nè. Ừ. Chứ tôi mà mặc đúng đồ đúng theo phong cách của tôi, của dòng họ nhà tôi, cướp nó bắt cóc nó tống tiền. Nó nghe là giàu tôi nè. Xin lỗi giờ cười đó nghe. Trời ơi. Xin lỗi ông nha. Ông ra ngoài đường đó mà ông mà không nói được cái thân thế sự nghiệp của ông, người ta tưởng ông là ăn mày. Ông cứ bắt cóc ông về làm gì? Nó lùi ông tóm cơm hả? Xin lỗi bà nha. Tôi là nạn nhân của vụ cướp tống tiền nữa. Mấy cái đài quốc tế có đưa tin. Bà có biết tiếng Anh lê không? Không. Đài CNN á đưa hoài. Ừ. Đài BBC đó cũng đưa nữa. Ừ. Đó, hình ảnh của tôi trời đất ơi. Hôm trước tôi đang đi chiếc Goben, trời ơi tôi đang chạy trên đường nha, tự nhiên tôi thấy có cái cây nó xỏ vô cái bánh xe, chiếc Goben lộn ngược, tôi văng lên cột điện, tôi tuột xuống, tôi dòm hết chiếc Goben tan nát, tôi đứng tôi khóc, tự nhiên có một thằng ăn cướp từ trong bụi Bình Bác nó phóng ào ra, nó bóp cổ tôi xỉu, xong xuôi nó treo lên cột điện, nó cắn sợi dây điện, xẹt lửa, bức sợ luôn, cột tay tôi lại, chở tôi đi chiếc xe Goben, đem nhốt trong một cái nhà kho, trời ơi chung quanh rắn rết không, tôi sợ gần chết. Bắt đầu nó móc cái điện thoại di động rồi nó gọi alo, không phải vợ tôi không? Vợ tôi trả lời nó đúng rồi, chồng bà đã bị bắt cóc. Ừ. Bây giờ bà muốn chồng bà trở về an toàn, bà phải đưa cho tôi 1 triệu đô la. Vợ tôi thả cái điện thoại xuống, tôi rung tôi ý tôi nói đừng có đưa biết không? Ừ. Mà biết tôi bị đó bao nhiêu lần chưa? Bao nhiêu lần? 20 lần. Bị bắt cóc 20 lần. Vợ tôi chuộc tôi mà tốn hết 20 triệu đô la. 20 triệu đô la. Mỗi lần đi chở tiền đi trả cho tụi ăn cướp đau thương lắm. Sao vậy ông? Khổ sở lắm. Mà tiền xe nào chở hết ông? Phải chở bằng hạm. Chà, nhà ông có chiếc hạm bằng sắt để chở 3 đồng tiền nữa hả? Hạm bằng sắt mắc công mai mốt nó xét rồi kêu thợ lại sơn sửa tốn tiền. Cái hạm bằng gì? Cái mu con rùa. Sao bà tôi nói gì sao bà cũng cười hết đó bà? Bây giờ tôi cười đâu lên tiếng nữa. 1 triệu đô la. Chở đi bằng cái mu rùa. Mu rùa giỏi luôn cỡ cái bàn này. Tiền để đâu chở bà không nghĩ sao không nói chở bằng mu rùa. Bà nên. Cái mu rùa mà bằng cái bàn này là cái con á, là cái con nhỏ nhất trong cái bầy rùa của tôi nuôi đó. Chứ cái con lớn nó cỡ nào? Cái con lớn không thể nào tính được, không thể nào cân ký được. Đẹp tình vậy đó hả? Nó láo cái con bà đó. Cái con rùa của tôi nó bự. Bà có nghe nói là hạm đội 7 Thái Bình Dương của American Hoa Kỳ không? Có, cái là bự ghê lắm đó. Ừ. Con rùa tôi nó bự bằng gấp rưỡi cái hạm đội đó. Bự dữ vậy đó không? Hôm rồi mấy ông quân sự của Nga Xô đó, trời đất ơi qua dòm con rùa tôi, trời ơi mấy ông xỉu lộp rộp, mấy ông trời đất ơi. Ông nội không bán không tôi mua. Rồi có bán không? Bán chứ sao không bán. Bán rồi à? Bán bao nhiêu biết không? Nhiêu? 9 tỷ đô la. Trời ơi. Bán cái con rùa 9 tỷ đô la. Tôi làm giấy hợp đồng hai bên thỏa thuận ký rẹt 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 rẹt. Ừ. Tôi ký bên A, bên B là ông Nga Hoàng đó. Ông ký. Ông ký xong xuôi rồi cái đem cần cẩu là ông móc con rùa để lên cái hạm đội chở về Nga, cái hạm đội chìm nghiệm. Ôi tát nước rồi này. Mấy tháng trời cái tàu, cái hạm đội nổi lên nó đi về luôn, nó bỏ con rùa trở lại. Là rốt cuộc là bây giờ cái mu rùa trở về tay của ông. Trở lại à, nhưng mà hợp đồng ký rồi người ta phải đưa tiền của mình. Là ông được lời 9 tỷ đó luôn. À. Rồi cái mu rùa ông vẫn còn. Còn. Cho coi được liền không? Coi không được, đi làm ăn rồi. Làm ăn gì? Thì nói chung là hôm nay tôi cũng bận bịu lắm. Ờ. Tàu mà mắc cạn rồi đó. Tàu mà cỡ 5-6 vạn tấn mà chở container mà bà dòm thấy như núi không? Đúng rồi, cao gì đó. Nó mắc cạn ngoài biển á. Ờ. Là tôi phải ra tôi kéo á. Ông đi kéo hả? Không có, họ điện thoại cho tôi. Ờ. Rồi tôi mới điện thoại cho con rùa của tôi đó. Ừ. Rồi nó ra nó kéo. Bà thấy sức làm việc của nó, bà thương nó lắm.
rùa đó hả ông? Ờ, con rùa thấy thương lắm, cái tàu mắt kia nè, biển là vậy phải không? Ừ. Đá ngầm nó về, tàu chạy dướng nè, dướng nè, 200-300 chiếc tàu kéo chiếc tàu này không ra, không có rụt lịch chết đó, ừ. Dính luôn rồi. Rồi. Con rùa tôi bơi ra đó, dây cáp và bự bắp dế vậy nè. Tả quá vậy ông? 200-300 sợ, thấy không? Khủng long nó bu lợi, nó nối dây cáp đó vô trong cái tàu mắc cạn đó đó. Ừ. Rồi nó cột dính vô cái mu của con rùa của tôi đó. Mấy trăm sợi dây cáp đó luôn. 200-300 sợi, xong xuôi con rùa tôi nó trân mình, nó kéo một cái ao. Hay quá. Đứt mẹ hết mấy chục sợi cáp. Trời ơi. Cái tàu cũng còn y đó luôn. Ừ. Rồi con rùa của tôi đó. Rồi ông sao? Cái trớn của nó đó, nó mạnh quá mà. Đúng rồi. Ban cái ào xuống Singapore nó ở đó. Ý, vậy là bây giờ con rùa ông ở bên Singapore hả? Ở Singapore rồi, ở bên bển nuôi không nổi. Rồi nay là như thả nó, giờ nó xuống Sydney rồi. Ủa, Sydney là ở đâu? Ở Úc. Vậy hả? Tại vì nó có học địa lý không mà dốt quá vậy? Thì không rành lắm, nó nổ ngay không rành. Vậy là cuối cùng lặn rồi, giờ là nó biến qua bển rồi hả? Đi lạc rồi, chắc vài bữa điện thoại qua bển đóng thùng chở nó về chứ. Nó đâu mà ăn mà sao bỏ được. Trời coi nhà hàng này cũng lớn thiệt ha. Nãy giờ nói chuyện bà chị đang dòm cho nó chắc đi vô cũng mỏi giò. Nghe nè, tôi làm chủ nhà hàng này đó, giám đốc đó. Rồi là thực đơn buôn bán là cái gì? Tại thì hải sản là tôm cũng có, rồi chim cũng có, rồi rắn cũng có, rồi cá cũng có, nên nó cái gì cũng có hết á. Vậy hả? Ừ. Rồi mua hả? Thì phải mua thôi. Trời ơi, mua chi tốn tiền. Bữa nào đi xuống nhà tôi đi rồi tôi chở cho vài ghe về buôn bán. Ủa nhà ông cũng nuôi chim, rắn, cá nữa hả? Không có nuôi. Chứ sao? À, tự ơn có à. Ông nói chuyện buồn cười. Không tự ơn đâu, chim, rắn, cá bờ xào xào vô nhà ông mà có. Vậy mà có. Bằng cách nào? Nhà tôi chỉ nuôi có một con rắn mối thôi. Rắn mối? Ừ. Con rắn mối thì làm sao mà nó bắt mồi được ba con chim, rắn, cá đó. Vậy mà nó bắt được á. Rắn mối xíu kia nhiêu. Bà nghĩ rắn mối bà lớn. Thì ông thì nãy giờ ông cái gì ông cũng to to vậy, bất quá rắn mối cỡ bàn là cùng chứ gì. Trời ơi, rắn mối bằng cái bàn này có nước ăn mày. Con rắn mối nhà tôi á, bề ngang 3 thước, bề dài 20 thước. Khoan, bề ngang 3 thước là ba cái bàn này. Bề dài 20 thước là 20 bàn này. Rắn mối ở đâu mà bự dữ vậy ông? Tự nhiên nó vô nhà tôi nó ở. Vậy hả? Dễ sợ vậy hả? Tôi nuôi nó tôi cho ăn cơm nguội không đó. Ê, chắc đất nhà của ông chắc rộng lắm mới có một rắn mối cỡ đó vô nhà ông hả? Thênh thang lắm. Vậy tôi muốn bắt cá dễ lắm. Cá, rắn, rùa, tôm gì muốn bắt là dễ lắm. Là ông nói cái con rắn mối là kia là đi bắt hết cho ông đó hả? Ý bà nói nó tát cá đó hả? Ờ. Nó không có tát vậy trơn trời. Nguyên một cái đìa chừng 1 km thôi nè nha ông. Cá tôm đặt nghẹt ở dưới, nó đút cái mỏ xuống nó hút cái ào. Cá tôm vô trong thạch trơn, nước nó phun ra, nó tưới vườn cây cho tôi. Tôm cá nó ối ra một bên, tôi đứng tôi lựa. Trời đất ơi, rắn mối còn lợi hại quá không? Cái sao? Ê, cái đó là cá, cá là hút nước, nó tắt nước à. Còn chim nó bay trên trời, con rắn nó không có bay lên được à. Trời ơi, sao bà thích đàng hoàng à? Bà có coi phim Công viên Kỷ Jura không? Có. Khủng long đó. Ừ. Mới đây là có kinh công nữa đó. Thì đó là khủng long, kinh công, bọn này là rắn mối à, khác à. Di tính làm đó là không nghĩa địa vậy đó. Đó là đồ, nó dốc. Còn tôi là con rắn mối đó là... Nó là con cháu của mấy con khủng long đó đó. Nó bắt chim cách nào? Chim bay trên trời phải không? Ừ. Bay đi, cứ bay đi. Nó hít một cái hơi giống như mình hút thuốc, mình rít á. Đó, chim nó cuốn theo gió, nó cuốn, cò le le gì đó. Vô hết. Họng đó. Rồi cái bắt đầu là nó cho xả ra cái phần cửa hậu nó rồi. Rồi cái chim dướng là kẹt răng hết á. Tôi lời tôi bắt. Ngày làm chừng 4-5 cần xé thôi. Trời ơi. Dễ sợ vậy hả ông? Cầm cọc, le le, bồ nông, đủ thứ, ăn riết thịt chim, thấy bà luôn. Nhiều lắm hả ông? Ừ. Trời đất ơi, mỗi lần như vậy là bao nhiêu khoảng chừng bắt, nó tát được bao nhiêu con rắn cá, rồi nó bắt được bao nhiêu con chim? Chừng chim cò thì khoảng chừng 4-5 xe công nhân à. Còn cá rắn này kia rồi, chừng dài ghe tam bản à. Rồi ăn sao hết? Ăn hết thì cho thiên hạ ăn giùm. Trời ơi, uổng vậy. Vậy bữa nào có vụ đó, 3 vụ rồi chim rắn cá còn dư kêu tôi đi. Ừ. Bỏ không uổng phải không? Thì đúng rồi, bữa nào tôi chở bà lên dài ghe nha không? Ừ. Ăn hết làm khô. Nhà hàng bà kể từ đây là khỏi cần bỏ tiền ra mua. Trời ơi, đỡ biết là bao nhiêu. Được ghê vậy đó. Bữa nào cho vài tấn chim rắn cá thì bán nghe.
Trời ơi, buôn bán à, thịt cá ê hề, ăn la ghim mà trái cây trắng miệng rồi sao? Ai nói la ghim, người ta gọi là lá xét. Lá xét hả? Ừ, à, lá xét. Đầy đủ hết đó. À, bơm có, nho có, à, xoài có, bưởi có, đu đủ có, cái gì cũng có hết á. Có đu đủ hả? Có chứ. Ờ, à, thôi được rồi, nếu mà trong đây có bán đu đủ thì bữa nào xuống nhà tôi chia cho ông mới đu đủ lên đây bán. Ông đừng nói, nhà ông trồng đu đủ mà mỗi lần chở đây là mấy xe container rồi nghe. Mấy xe container nhầm nhò ghê. Ông đừng nói tôi là nhà ông trồng mấy trăm cây đu đủ rồi nghe. Mấy trăm cây đu đủ nhầm nhò ghê. Ông đừng nói nhà ông trồng mấy triệu cây đu đủ rồi nghe. Mấy triệu cây, mấy trăm triệu cây cũng không bằng của tôi. Vậy cái nhà ông trồng bao nhiêu cây đu đủ? Một cây đu đủ. Một cây đu đủ? Đúng. Mà ông biểu tôi mà cất công đi xuống với ông để lấy đu đủ về bán hả? Bà, một cây đu đủ ông giỏi lắm, là chừng sai trái lắm, chừng trăm trái cứ như làm dữ hả? Bà biết một mà không biết hai. Con bừa người của bà ru ru trong cái nhà hàng này không bà biết cái gì. Chứ cái đu đủ ông sao? Nhà tôi chỉ có một cây đu đủ. Sai ba cái gốc trái của nó 45 người ôm. Bà biết cái thân của nó từ gốc lên tới thân. Tôi đục khoét ở trong đó. Tôi làm nhà tôi ở ở trong. Tầng tầng dưới á, ờ, là tôi để xe hơi. Tại trên á, ừ, là tôi để trái cây. Tao ơi, lương thực. Trên nữa đó là giường ngủ, thấy không? Trên nữa là phòng khách. Trên nữa đó là cái chỗ để mà giải trí, truyền hình, xem phim. Trên nữa là chỗ ngắm sao, là cái đọt đu đủ. Tôi lên cái đọt đu đủ tôi ngồi nha, cái chỗ mà cái cọng mà non nhất của nó đó. Tôi đặt cái ống tiếng thiên văn, ờ, tôi coi sao xẹt. Là một cây đu đủ của ông mà ông làm nguyên cái căn nhà mấy tầng lầu vậy đó hả? Đúng vậy. Ông đục ở trong cái cây ruột ra cây hả? Ờ. Dễ sợ vậy. Vậy chứ nó mọc được bao nhiêu trái lận ông? Trời ơi, trái nó thì thôi, nó không có nhiều. Ờ. Một năm nó trổ chừng trái một. Cái gì vậy? Đu đủ nói cho to. Ở trong đó đó, đục luôn nhà lầu mấy tầng. Một năm á, nhiêu? Một trái. Một trái bán ai? Ai ăn ai nhịn. Bà biết cái trái nó bà lớn không? Nhiêu? Bà biết cái trái nó bà lớn không? Cái trái nó cái trái nó cái cuốn nó, ờ, thì nằm ở Cà Mau là quê tôi. Ê khoan khoan khoan, để tôi tả nha. Cái trái đu đủ, cái cuốn nằm ở Cà Mau. Ờ. Rồi rồi. Mà cái đít trái đu đủ á, cái trái đu đít đây, nó nằm ở Đà Nẵng. Tại một cái trái đu đủ mà nó trải dài hết cái đất nước gì đó hả? Phân nửa chứ làm gì hết. Rồi rồi trời đất ơi, rồi rồi ông bán cái kiểu này là chắc là nhiều nước mua lắm hả? 120 nước mua. Một trái đu đủ 120 nước mua. Khi mà tôi hái xuống rồi đó nha. Ừ. Là tôi đu đủ thường mấy người bán mua gánh bán bưng, họ cắt đu đủ chiều dọc vậy phải không? Ừ. Đó, xẻ từng miếng cầm ăn, chuyện bình thường không có nghệ thuật. Trái đu đủ tôi xuống, tôi dạt cái phần của nó. Ha, ừ, ha. Tôi dạt cái phần mà có cái cuốn á. Ừ. Tôi liền ra ngoài biển Đông á, mà bây giờ nó còn nổi lên cái chui đó, biết đó là gì không? Gì? Cái đảo Phú Quốc á. Dễ sợ vậy đó hả? Cái đảo Phú Quốc là cái cuốn đu đủ tôi đó. Trời ơi. Đó. Trời ơi, dễ sợ vậy hả? Đó đó. Rồi cái đu đủ thì sao? Còn cái phần thân á, tôi chặt từng khoanh. Ờ. Khoanh nhỏ thôi, bề ngang á chừng 1 km. Bề dài của nó chừng đó, thì bề ngang nó 1 km á, thì xuống dưới đó. Ờ. Cái tôi chẻ làm thành 8 phần, 8 miếng ha. Ờ. Cứ miếng này tôi bán cho Úc, miếng tôi bán ở Tân Tây Lan, miếng tôi bán cho Nga, miếng tôi bán ở Trung Quốc, miếng tôi bán ở Philippines, tôi bán 120 nước. Mà một miếng mà ông bán cho một nước là khoảng bao nhiêu ký vậy? Chừng 3 tấn à. 1/8 đó là 3 tấn hả? Ừ. Rồi mỗi lần mà chè mà mỗi lần mà chặt chẻ miếng đu đủ vậy là phải lấy xe hơi mà đem đi tới từng nơi chặt từng khoanh vậy đó hả? Xe hơi chi, người ta leo máy bay mà mấy đợt máy bay mà con cót á, bay tuốt trên trời á, rồi chiếu cái tia laser xuống rồi trời ơi, đứt ra, nó chiếu tới đâu mà đứt tới đó chứ dao nào mà sẽ nổi. Trời ơi, nể thiệt. Nó nghe nè, bữa nào mà tới mùa mà đu đủ mà nó sai trái vậy đó, cho tôi xuống nghe, rồi cho tôi 1/16 cái khoanh đu đủ là cũng được rồi nghe, để tôi bán tôi kiếm tiền. Bà có điếc không? Tại tôi nói cây đu đủ tôi chỉ chỗ có một trái một à, bữa nào sai trái là sao? Thì bữa nào có trái đó thì thay vì ông bán cho người ta rồi cái ông còn dư cái đầu nhỏ ông cũng cho tôi đi cũng được nha, để tôi lên Sài Gòn tôi bán kiếm tiền ha. Coi như là bà ăn mót không phải không? Dạ. Ờ vậy đi. Trời ơi giàu ghê vậy đó. Ủa ông ơi, ông lên đây bận gì vậy? Thì đi
À, đâu bà đón coi tôi đi lên đây bằng cái gì? Tướng sang quá à, chắc mướn xe hơi đi. À quên, chắc có xe hơi đi phải không? Dạ. Không đi xe hơi hả? Vậy chắc đi xe đò lên phải không? Ờ, đó cần chiếc xe đò. Chút xíu, 30-40 người chen vô. Rồi bạn hàng người này người kia lên trên mùi này mùi nọ. Tôi ói thấy bà. Vậy chắc đi xe hai bánh lên phải không? Ờ, đó cần đi hai xe, xe hai bánh từ Cà Mau chạy lên tới đây. Cái lưng tôi nó rã luôn. Ủa sao kỳ vậy? Xe đò không đi, xe hơi cũng đi, xe hai bánh cũng đi. Biết rồi, nói là đúng chắc luôn nè. Đi bằng tàu lên đây phải không? Ờ, nó tàu nó sai sóng rồi, chóng mặt nhức đầu. Biết rồi, nói chuyện này đúng luôn nè, đúng có thưởng nghe. Đi bằng máy bay cái gì, đúng chắc luôn. À, nghĩ thì sao mà tôi đi máy bay? Trời đất ơi, máy bay lên gặp mây ngộp thở ù ù hai lỗ tai khó chịu lắm. Ông đừng nói tôi lộng đi dĩa bay à nghe. Đi dĩa bay là tôi dị ứng lắm mà, bạn bè tôi trên sao quả rủ tôi đi uống cà phê. Nó đi dĩa bay là không đi rồi nha. Ủa vậy chứ cuối cùng ông đi bằng cái gì? Thì được bà đón thử coi tôi đi bằng cái gì. Thôi thua, thua. Hết giao thông rồi, hết phương tiện giao thông rồi. Đi bằng con cò. Ông đi bằng con cò. Giết mà đàn. Từ dưới quê lên tới đây bằng con cò. Bà không tin hả? Làm sao tôi tin được? Đi bằng cách nào? Bà có xuống Nam Căn Cà Mau không? Sao không? Bà có vô khu rừng Tràm Ngọc Hiển không? Có cò chứ gì? Ừ, huyện Trần Thời vô chưa? Rồi rồi sao? Cò đặc nghẹt. Cò đặc nghẹt tôi biết mà, con cò nó cỡ nào ông đòi đi đi bằng cò? Cò cỡ nào đừng nói tới. Bữa nào mà nắng quá tôi hú cái lặn cò nó da nó cánh rồi nó che nguyên cái khu tôi mát hết rồi, bà tính đi. Cò cỡ nào? Bà vậy? Tưởng tượng con cò đó bay lớn không? Nhưng mà con cò đó bay làm sao mà ông đi được, ông đi sao? Vậy mà tôi lên được. Ông lên bằng cách nào? Nó đang mò cua bắt ốc nó ăn. Ừ. À, lụm khụm vậy nó mò cua bắt ốc, phải không? Tôi nói tao muốn đi Sài Gòn. À, mày bắt ốc mò cua đi. Bắt đầu tôi câu một con cá lóc, phải không? Cỡ bà lớn vậy nè. Liền ngay chỗ nó đang mò đó, nó thấy con cá, nó chụp con cá, nó gặm con cá, trong con cá nó nối luôn cái sợi dây của chỗ tôi nè. Thấy không? Thì nó giật con cá, nó bay lên là tôi nắm sợi dây tôi bay theo nó. Trời ơi. Mà tôi đu từ Cà Mau lên tới đây đó. Trời ơi, cái ông nặng quá, làm sao con cò nó kéo ông nổi. Nặng mình có cách làm nhẹ. Cách gì? Giận nội công, tôi dồn hết cái phần thịt mà thịt nạc á của tôi tống xuống dưới chân hết. Tôi nâng cái phần khí lên để cho cơ thể tụi nó nhẹ, con cò nó mới kéo từ từ dưới Cà Mau lên tới đây. Khi mà tới phi trường Tân Sơn Nhất tôi coi đường băng nào mà trống á là tôi nhảy dù xuống. Để tôi nhảy dù bằng cái gì không? Bằng cái gì? Cái bịch xốp đó. Bịch xốp sao nhảy được? Cái bịch xốp bà đi chợ bà đựng thịt cá đâu đó tôi nhảy. Bi nó nhẹ rồi mà. Tôi nắm hai cái quai ra tôi xuống nè. Hay quá. Hay quá. Rồi giờ con cò để đâu rồi? Gửi sở thú á. Bữa nào về đi về đó hả? Ừ. Hay quá. Trời ơi, ông đúng là độc nhất vô vị. Bà làm gì bà cười? Trời, hân hạnh nãy giờ được gặp ông là hân hạnh lắm rồi. Nhưng mà nói chuyện với ông hoài à. Nãy giờ là nể lắm rồi mà tôi chưa biết ông là ai. Ông có thể cho tôi biết quý danh của ông là ai không? Bà chưa biết quý danh của tôi hả? Trời, nếu mà nãy giờ tôi biết là tôi kêu tên rồi chứ đâu kêu bằng ông vậy. Yeah, follow me. Hả? Follow me. Là gì? Nhìn theo tôi. Trời, nhìn theo tôi nữa, nhìn theo tôi đi. Mở to cặp mắt mà nhìn đi. Biết, muốn biết tôi là ai không? Ông là ai? Đây, nhìn đây. Đại danh bác Ba Phi. Trời. Bà làm gì bà coi? Trời ơi, nãy giờ tôi thấy tôi mất công, mất thời giờ tôi nói chuyện với ông dốc tổ. Quê nha bà. Thôi, cũng được. Nãy giờ nói chuyện với ông xạo mà nói nậu ngay xạo nhưng mà cũng vui. Vui quá không? Bà khi dễ tôi hả bà? Không, vui vui vui, tôi công nhận vui. Hân hạnh được không? Chào ông. Thôi, bác Ba Phi.